tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau khi sống lại vào lúc tạng sáng ngày thứ nhất trong tuần Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdalene, là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói người đang sống và bà đã thấy người, các ông vẫn không tin. Sau đó người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông khi họ đang đi đường về quê. Họ trở về báo tin cho các ông, nhưng các ông cũng không tin hai người này. Sau cùng, người tỏ mình ra cho nhóm 11, đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Người nói với các ông, anh em, hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo anh chị em thân mến Chúng ta có thể làm gì để giữ trái tim của chúng ta khỏi bị tê cống? Hãy đi và loan báo tin vui của tin mừng. Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc gặp gỡ anh chị em giáo dân ở Cuba lặp lại cái sứ điệp mà chúng ta vừa mới nghe. Nhưng mà ngày cho chúng ta thấy có một cái thực trạng đó là trái tim có thể bị tê cống, có thể bị đóng băng. Và làm sao để giữ trái tim của chúng ta luôn luôn mềm, nóng, thưa hai đồng từ đi và loan báo tin mừng cứu đồ hay niềm vui của tin mừng. Đọc bài tin mừng ngày hôm nay anh chị em sẽ thấy có một điểm rất là lạ được lặp đi lặp lại và đây là ngôn ngữ trình bày của Thánh Mắc Cô. Đó là các tông đồ rất là khó tin hay nói cách khác là cứng tin. Bà Maria Magdalena chạy về báo cho các ông và các ông đang ở trong tình trạng buồn bã khóc lóc. Bà nói Chúa đang sống và bà đã thấy người. Các ông không tin. Sau đó hai môn đệ trên đường em mau chúng ta nghe trong trình thuật của tin mừng Luca chạy về báo các ông vẫn không tin. Và cuối cùng thì Chúa hiện ra đứng giữa các ông. Đang khi các ông dùng bữa lại là một cái hình ảnh rất là dễ thương. Dùng bữa cơm, dùng bữa hiểu thế cái nghĩa bữa tiệc Agape quy tụ và làm việc này mà nhớ đến thầy bữa tiệc thánh thể và các ông gặp Chúa và Chúa khiển trách các ông cứng lòng không tin nhưng mà thưa anh chị em đây là là một chi tiết rất quan trọng nói cho chúng ta biết về đức tin phục sinh đức tin phục sinh không phải là một đức tin mà chúng ta nghe và chúng ta tin đâu nghe và tin không có đủ nghe và tin không dễ dàng bởi vì làm sao có thể tin rằng chúa sống lại một người mà phục hồi lại cái sự sống của mình trong cái thân xác mà chúng ta gọi là hồi sinh đó thì đôi lúc đã khó tin rồi đằng này khi nói rằng ngài hoàn toàn sống lại trong một cái nghĩa mới hoàn toàn có nghĩa là thân xác linh hồn của ngài nhân tính đó nên một với thần tính của ngài đi vào trong vinh quang của thiên chúa ngài không còn bị giới hạn bởi không gian thời gian ngài không còn bị giới hạn bởi bất cứ cái ràng buộc nào của cái thân phận con người và ngay cả cái chết đó một cái ngôn ngữ mà trí của chúng ta không có hiểu được cho nên không tin là chuyện bình thường cho nên đây không phải là câu chuyện của một bà nào đó trong cái lòng yêu mến nói với chúng ta và chúng ta tin và ở đây cho dầu là hai người làm chứng trong cái ngôn ngữ của người do thái hai người chứng là thật thì cho dầu hai người chứng cũng không tin cho đến khi tôi gặp gỡ được đấng phục sinh cho nên kinh nghiệm phục sinh hay chúng ta gọi là đức tin vào Đức Giêsu Kitô phục sinh là một kinh nghiệm là một đức tin gặp gỡ Chúa một cách trực diện ở đâu? Ở nơi bàn tiệc thánh thể, ở đâu? Ở trong tim của mình. Ở đâu? Ở trong cái thất vọng của mình. Ở đâu? Ngay cả khi trong bế tắc thậm chí là cái chết của mình. Cho nên cái đức tin phục sinh rất là đặc biệt vì vậy mà Thánh Augustino mới nói rằng Nó là một ơn ban Và một khi chúng ta đã lãnh nhận được cái ơn ban đó rồi Chúng ta đã có được cái tư tin đó rồi Thưa anh chị em Chúng ta không có ngồi yên được Và đây là mệnh lệnh của Chúa Chúa nói đi Và thứ hai là loan báo hai động từ Và hai động từ rất mạnh Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ Thứ hai hãy loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo và đây không phải là tôi muốn hay tôi không muốn Mà đây là mệnh lệnh của Chúa Và điều đó có nghĩa là gì? Tôi buộc phải làm Tôi lại quay về lại Với khuôn mặt Của vị giám mục mà Cách đây mấy hôm Tôi chia sẻ với anh chị em Đức cha bá đa lộc Anh chị em hãy nghe Ngài đi như thế nào Và trái tim của Ngài Đã ôm lấy quê hương Việt Nam của chúng ta như thế nào. Trong một cái lá thư Ngài gửi cho bố mẹ vào ngày 23 tháng 6 năm 1768, Ngài viết như thế này. Mùa trái năm nay, Chúa đã ban cho con được bị bắt giam vào ngục và được mang trên cổ một chiếc gông dài sáu bộ. Những giáo dân vào ngục thăm chúng con đều bật khóc Mặc dầu chúng con đã tỏ ra vui vẻ để cho họ thấy là đau khổ không bao giờ làm gì được chúng con, nhưng vẫn không an ủi được họ. Khi bị giam, con còn bị chứng bệnh sốt rét hành hạ suốt 4 tháng trời, nhưng hiện nay thì con đã khỏi bệnh rồi. Xin cha mẹ hãy nghìn lần tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho gia đình chúng ta biết bao vinh dự, được nhân danh Chúa mà chịu đau khổ cùng Chúa. Ở khắp xứ đàn trong việc cấm đạo và bắt đạo vẫn còn số nổi ráo riết lắm. Đàn trong là miền Nam của chúng ta này, thưa anh chị em. Nhiều giáo dân đã chết trong vụ biến loạn này và một số khác thì đã vì đạo mà cao cả chịu mọi khổ ải nhục hình. Vẫn còn khoảng 30 giáo dân bị bắt từ 20 năm nay. Hằng ngày vẫn bị phạt phải đi cắt cỏ cho voi của nhà vua ăn. Chúng con đã nhiều lần bảo họ là chúng con sẽ bỏ tiền ra để chuộc tội cho họ. Nhưng vốn là những chiến sĩ can trường của Chúa. Họ trả lời rằng họ sẵn sàng bỏ tiền ra để được chết trong cảnh tù đầy vì Chúa. Chứ không bao giờ chịu bỏ tiền chuộc để được họ được thả ra khỏi ngục. Thưa bố mẹ, lúc nào con cũng ở bên Chúa vì chúa đầy những tình cảm quyến luyến Rớt mực chân thành thưa anh chị em kinh nghiệm gì kinh nghiệm của một trái tim mềm một trái tim có thể nói là không có một cái thứ băng giá nào ở trần gian này có thể đóng băng ngài được ngay cả ở trong gọi là tù đầy mà ngài bị gông cùm ngài vẫn hạnh phúc và nơi đó vẫn tràn đầy tình thương Và không chỉ Ngài mà những anh chị em giáo dân Mà bị cầm tù 20 năm Thưa anh chị em hàng ngày phải khổ sai trong lao động Vậy mà vẫn hạnh phúc Họ là những chiến sĩ can trường Họ là những người mang trái tim của Chúa Giêsu Kitô và đó là một trái tim của niềm vui và họ hạnh phúc. Và họ đang làm gì? Họ đang loan báo tin mừng cứu độ họ đang loan báo niềm vui tin mừng bởi vì sao bởi vì họ kinh nghiệm được một điều mà không phải ai cũng có thể kinh nghiệm được đó là lúc nào chúa cũng ở bên con con cũng ở bên chúa vì chúa đầy những tình cảm quyến luyến rất mực chân thành cho nên kinh nghiệm phục sinh không chỉ là gặp chúa mà còn là kinh nghiệm được tình yêu của ngài một tình yêu rất tế nhị một tình yêu rất dịu dàng một tình yêu muốn ở lại với chúng ta nhưng mà không có nợ ép nài xin chúng ta hãy mở lòng để ngài bước vào và khi ngài bước vào rồi trái tim của chúng ta sẽ bừng sáng niềm vui dân trào hạnh phúc tỏa lan và chúng ta sẽ nếm cảm được cái sự dịu ngọt của tình yêu đó. Một tình cảm quyến luyến. Rất mực. Chân thành. Xin chúc chúc lành cho anh chị em. Amen.